Con tên gì con? Dạ Hưng. À, Hưng à. Con đi với mẹ hả? Dạ cô. Cô con ngồi ở ngoài hả? Dạ. Con bị mụn này là bao lâu rồi? Chắc cũng mấy tháng. Hả? Mấy tháng. Mấy tháng à? Dạ. Mấy tháng mà con nó bị đỏ dữ vậy hả? Bị đỏ, bị sẹo luôn rồi con. Vì sao đây?
Nóng không? Dạ nóng. Ừ. Nhưng mà sức cái đó không có được đó. Ừ. Lấy ma bồng.